Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn Cơm Khoai Nói Chuyện Quốc Tế tối thứ Bảy ngày 27 tháng 1 năm 2024. Chúc quý vị một đêm cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và hôm nay thì cuối tuần rồi, chúng ta sẽ đến với nhau trên tinh thần cả kê dê ngỗng. Quý vị nào có thời gian thì chúng ta cùng luận đàm thế sự cho nó sang chuyện. Chiều nay thì có tin trên chiến trường quý vị ạ. Có khi là chúng tôi cập nhật quý vị trong vòng một phút đi. À, cái thành phố, cái thị trấn mà chiều nay chúng ta vừa nói đấy. Ba eva đấy. Hình như là phía Nga đã chiếm trong chiều ngày hôm nay. Rồi chúng ta đến với lại cái khu vực đấy xem nào. Vâng đây cái bản đồ này của Nga. Có vẻ là Nga hơi làm dữ trong một cái buổi chiều thứ bảy đúng không quý vị? Tâm nay nó phải nghỉ ngơi chứ vâng đây uh, trận địa gọi là ngũ phương của phía nga đây một hướng này tấn công hướng này thì hôm qua chúng tôi vừa nói quý vị là đang cầy nát cả ba cái trận địa này bằng bom fab đúng không ạ à, đấy cái năm hướng họ tấn công nhưng mà hôm trước thì họ có vẻ đánh xuống nhưng mà hôm nay thì họ đánh vào đây cho nên là tôi cảm giác là họ đánh liên quan tới cái cụm hai thành này và thông tin cách đây khoảng độ 30 phút thì người ta đã nói rằng là lữ đoàn sư đoàn số 47 của Nga đã tấn công và chiếm được Tabaeva. Như vậy là đúng như những gì mà chúng ta đoán mò quý vị ạ. Tức là mỗi tuần trong 3 tuần đầu của năm mới thì mỗi tuần Nga đều chiếm được một cái thành của phía Ukraine. Tất nhiên là cái con số đấy thì bây giờ nó cũng không có ý nghĩa nữa, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là trong đầu năm họ đã duy trì được một cái mạch tiến quân khá ổn. Có nhiều thông tin cho biết rằng là sau khi Nga chiếm được cái này thì khả năng cái Kota Ripka này nó cũng sẽ lâm nguy, mặc dù nó còn cái thành ở Sườn phía bắc của nó nữa. Vâng, nhưng mà hôm nay thì chương trình ăn cơm khoai chúng tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, chỉ thông báo cùng quý vị một tí cho nó vẫn có tí nó rôm rả còn bây giờ chúng tôi lại mời quý vị quay trở lại khu vực Trung Đông. Chúng ta sẽ quay trở lại nước Nga à, trong một cái ngày kỷ niệm 80 năm à, trận chiến thắng vĩ đại ở Leningrad à, với rất nhiều thông tin thú vị. Và khu vực Trung Đông thì hôm nay ở Yemen à, à, quân đội Houthi họ đã sự kiện phụ thì rất nhiều nhưng sự kiện chính họ đã tấn công vào một cái tàu chở dầu của Anh. Ở vị trí 60 hải lý cách cái cửa biển của vịnh Aden tàu chở dầu của anh mang tên Marine Luanda đã bị hai tên lửa tấn công phát nổ hình ảnh con tàu bị cháy diễn ra trong nhiều giờ liên tiếp mãi cách đây một thời gian ngắn thì người ta mới dập tắt được con tàu cái ngọn lửa đó sau đó thì cái tàu của mỹ cái tàu khu trục mà cách đây mấy hôm đã từng bị tấn công nó đã đến để nó ứng cứu và các cái tàu của ấn độ cũng đến ứng cứu để cứu người của anh khi mà con tàu nó có dấu hiệu bốc cháy lan rộng nhưng mà đến giờ thì người ta đã dập được rồi có nghĩa rằng là không có ai bị ảnh hưởng gì trong vụ tấn công kể trên nhưng mà cái con tàu thì hiện tại là mới dập được lửa còn không có nói thông tin về cái hậu quả của nó như thế nào sau đó thì uh, Houthi còn tấn công vào một cái tàu nữa, hình như tàu này là tàu của Mỹ, mang tên là Axin, uh, Axin đấy quý vị, gót chân Axin đấy. Và trong một trong hai tàu uh, phía sau, lúc sau bị tấn công thì được coi là đã bị đánh chìm, theo như thông tin của phía Houthi. Nhiều uh, đoạn video và ảnh đã lan truyền trên mạng liên quan đến con tàu bị bốc lửa và bị cháy, xong rồi bị đắm. Houthi nói rằng là họ thực thi công lý để bảo vệ những người anh em Palestine, đồng thời là sẵn sàng để đón nhận những cái đợt tấn công mới của liên quân do Mỹ dẫn đầu trong những ngày sắp tới. Như vậy là ở khu vực này vẫn rất căng, quý vị, đúng không ạ? Sau khi mà Mỹ Anh tấn công, thì Houthi đáp trả. Rồi sau khi mà Mỹ Anh không tấn công, Houthi cũng vẫn tấn công. Như vậy có nghĩa rằng là họ không bưng thoa cho phương Tây một cách dễ dàng. Cảm nhận là như thế. Cái tinh thần của họ còn rất máu lửa và nó rất là hiếu chiến, đúng không ạ? Chứ không phải là một cái bên phản ứng mà là một cái bên chủ chiến. Ở khu vực Syri hôm nay thì... Uh, căn cứ quân sự và giếng dầu do Mỹ kiểm soát cũng đã bị tấn công cả Syria lẫn Iraq tới 3 lần trong ngày hôm nay. Phía Mỹ cũng đã thừa nhận những cái tổn thất liên quan tới uh, những vụ tấn công. Mò dầu của họ ở khu vực uh, Oma, uh, tỉnh Oma uh, cũng bị tấn công, tức là Syri. Còn diễn biến liên quan tới khu vực Trung Đông, nơi mà phán quyết của tòa án Công Lý uh, mới diễn ra, đã nhận được một cái sự quan tâm uh, và phản ứng của đông đảo, gọi là cộng đồng của các quốc gia, cũng như cộng đồng các quốc gia trên mạng. À, chém gió, bày tỏ rất nhiều ý kiến, có nghĩa rằng là nó có một cái um, sức nặng đúng không ạ? Một cái sức nặng đầu tiên chúng ta phải thấy Tòa án Công lý Quốc tế thì nó không phải là tòa án hình sự quốc tế ICC, thỉnh thoảng thì tôi có nói nhầm quý vị ạ. Nhưng mà nó là tòa án trực thuộc cái cơ cấu thẩm quyền của Liên hợp quốc, cho nên nó không phải là một tòa án dạng đùa. Có nghĩa rằng nếu mà không cẩn thận là họ sẽ leo thang đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tất nhiên ở đấy thì nó sẽ có chuyện, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với những thông tin liên quan tới sự vụ này và sự vụ uh, giao tranh ở giải Gaza và tình hình Palestine nói chung. Hôm qua thì thẩm phán tên là Sebutinde, một người mà đã bác bỏ tất cả các cái uh, buộc tội đối với phía Israel trong toàn bộ 6 tội. Uh, hóa ra là một người công, uh, một người uh, Uganda ở Châu Phi. Hôm nay thì người đại diện của Uganda tại Liên hợp quốc cũng đã có tí muối mặt vì hành động của công dân của mình tại phiên tòa uh, thẩm phán của mình. Cho nên hôm nay ông đã bào chữa như sau. Ông Andonia Iebanbe nói rằng là thẩm phán Sebutide của chúng tôi. Uh, đã tiến hành uh, phản đối các cái uh, lời buộc tội của bồi thẩm đoàn ở tòa án hình công lý quốc tế. Quan điểm của bà ấy không đại diện cho cái quan điểm của chính phủ của Uganda chúng tôi liên quan tới tình hình ở Palestine. Thậm chí trước đây bà ta đã từng uh, gọi là phản đối chống lại phán quyết ủng hộ chính nước của chúng tôi là Uganda trong cái sự vụ liên quan đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo. Sự ủng hộ đối với nhà nước Palestine, người dân Palestine, công cuộc đấu tranh của họ là một trong những cái chương trình quan trọng của chính phủ Uganda của chúng tôi. Chúng tôi đã thể hiện điều này rất rõ ràng trong các phiên bình chọn ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như là Đại hội đồng Liên hợp quốc vâng như vậy là gọi là cạch mặt đấy đúng không ạ không liên quan tôi thì cứ tưởng rằng tên của bà ấy nó đại diện cho một người do thái một cái tên nó rất là trung đông nhưng mà không ngờ lại ở châu phi và lại là một người Uganda của một đất nước mà luôn ủng hộ Palestine hết mình thật là khó hiểu cũng cần phải nhớ là trong cái ngày mà tòa án hình công lý quốc tế đã phán xét đối với là Israel thì ở trên chiến trường Israel đã tiến hành những cuộc thảm sát ở trên quy mô còn lớn hơn. Các lực lượng quân sự Israel đã tấn công uh, hủy diệt vào nhà thờ Antaqua ở Gaza. Báo cáo cho biết đến thời điểm này đã có tới 183 người thiệt mạng, 377 người bị thương, bao gồm rất nhiều trẻ em trong 24 giờ vừa qua điều tồi tệ là tất cả những việc này xảy ra khi tòa án công lý quốc tế vừa ra phán quyết liên quan tới việc israel đã phạm tội diệt chủng bất chấp điều này thì nước mỹ và các uh, chư hầu của mình vẫn phớt lờ phiên tòa và tiếp tục ủng hộ israel dân tộc palestine và trẻ em trên đất nước này hy vọng cuộc thảm sát sẽ dừng lại nhưng những sự hy vọng của họ đã kết thúc trong vô vọng máy bay không kích của israel vẫn tiếp tục lượn lờ và tìm các mục tiêu trong các trại tị nạn đầy trẻ em trú ẩn ở bên trong vâng đó là một cái tuyên bố của một cái cơ quan của cả giải gaza vâng điều này thì nó cũng không khác gì như ở ukraine thôi đúng không ạ khi mà có bất lợi họ sẽ tăng cường các đợt tấn công mà chúng ta thấy rất rõ và israel họ hành xử rất giống ukraine Bây giờ chúng ta sẽ đến với những phản ứng đáng chú ý liên quan tới phiên tòa kể trên. Đầu tiên thì chúng ta thấy phái đoàn của bên nguyên đơn, tức là Nam Phi. Vâng, họ đã tổ chức ăn mừng. Rất là thích thú, mà một cái phong cách và rất là truyền cảm hứng, đúng không ạ? Đây là phái đoàn do Bộ Tư pháp và các chính trị gia của Nam Phi họ đã mặc những trang phục của người palestine và chúc mừng cái quyết định của tòa án công lý quốc tế sau khi phiên tòa này đã kết thúc và buộc tội israel phạm tội ác diệt chủng đang gây ra giải gaza dẫn tới sự thảm sát hơn 16.000 dân thường, gồm 12.000 trẻ em trong suốt 3 tháng qua. Và đó là nguyên văn của dân tình trên mạng. Canada, một đất nước mà chúng ta cũng đã biết có những vấn đề liên quan tới phát xít mà được bộc lộ được biểu hiện một cách sâu sắc nhất. Từ trước đến nay thì cũng đã nhiều rồi, nhưng mà lần vừa rồi ông Zealand ký sang thì chúng ta đã thấy là Canada không còn giấu giếm cái bộ mặt của họ liên quan đến cái việc đó nữa. Hôm nay thì họ lại lên án, vâng họ bình vực Israel. Bộ trưởng Ngoại giao Canada, Melania Joyly đã nói rằng là chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Israel bất chấp những phán quyết của tòa án công lý quốc tế và không công nhận cái tuyên bố của phiên tòa liên quan tới uh, phiên vụ án liên quan tới thảm sát của Israel bị kiện bởi Nam Phi. Chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ quyền của Israel được tồn tại và được tự bảo vệ bản thân. Vâng, bây giờ tôi vẫn chưa luận ra được cái quyền tự bảo vệ làm sao mà người ta lại có thể giết tới hàng mấy chục nghìn người, trong đó rất nhiều trẻ em, rất là lạ. Thực sự là phương Tây bị bệnh, đúng không quý vị? Đấy là tôi nói một cách tỉnh táo nhất đấy quý vị, ừ, bị bệnh thật. Bộ trưởng Bộ Tài chính Israel Benjamin Smotrich nói rằng nếu mà các vị phiên th... tránh án thẩm phán tại phiên tòa La Hay mà quan ngại về tình hình dân cư ở Gaza thì tốt nhất là lên hối thúc các quốc gia của các vị tiến hành những biện pháp để mà giúp đỡ xây dựng lại, tái thiết lại giải Gaza. Vâng, một nhân vật có lẽ là cũng được chờ đợi trong cái uh, bình luận của mình. Liệu lần này ông có cứng giọng như là những lần trước hay không? Phát biểu của Erdogan một cách chính thức liên quan tới phán quyết của ICJ, ICJ. Chúng tôi uh, nhiệt liệt chào đón quyết định của bồi thẩm đoàn của Toán công lý quốc tế liên quan tới vụ tấn công phi nhân tính của israel ở giải gaza chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ và theo dõi những quá trình pháp lý để đảm bảo rằng những tội ác chiến tranh chống lại những người dân vô tội ở palestine sẽ bị trừng phạt đích đáng chúng tôi hy vọng rằng quyết định của tòa án sẽ dẫn đến một sự kết thúc liên quan tới những cuộc tấn công của israel vào trẻ em phụ nữ và người già ở giải Gaza và không biết là thổ nhĩ kỳ sẽ trừng phạt Israel bằng cách nào đây họ sẽ trừng phạt bằng những lô hàng container chở vũ khí đạn dược và trang thiết bị liên quan đến quân sự cho Israel có thể nói rằng ngập cảng đúng không ạ bộ trưởng quốc phòng Galan một trong những nhân vật uh, diều hâu và cùng với lại bộ trưởng bộ tư pháp và thủ tướng là ba nhân vật có thể nói rằng hùng hổ nhất trong nội các chiến tranh của israel ông nói rằng là tòa án la hay đã đi quá xa khi họ cho phép nam phi cái lời cái quyền để mà thảo luận về những cái tội ác của chúng tôi ở giải gaza đó là một quan điểm rất là bài do thái Thậm chí họ đã còn làm tăng tội của chính mình bằng việc là họ đã không từ chối cái lời thỉnh cầu của Nam Phi ngay từ đầu. Vâng, chúng ta nhớ tòa án hôm nay thì đã từng nói và trích dẫn lời của vị bộ trưởng này nói rằng những người Palestine và những người ở giải Gaza là những người xúc vật. Đấy, chúng ta nhớ những cái lời của ông ấy nói. Hôm nay thì ông nói rằng là cái việc phiên uh, tòa cho phép gọi là cho phép Nam Phi để tiếp cận phiên tòa là một cái tội ác trên tội ác và như vậy là cái khả năng tự trao quyền của người Israel có thể nói rằng còn hơn cả người Mỹ và còn đây là nhân vật thứ hai mà chúng tôi vừa nhắc đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ben Gvir ông nói rằng tòa án công lý quốc tế là một tòa án bài do thái và tất cả những gì không có lợi cho Israel thì đều bị quy kết thành bài do thái hết quý vị ạ. Ông tuyên bố bác bỏ và phản đối phán quyết của phiên tòa và hối thúc tất cả cộng đồng thế giới không lên coi trọng cái phán quyết của tòa án kể trên. Ông nói quyết định này đã làm nguy hiểm cái sự tồn tại của nhà nước Israel và không ai nên nghe những cái phán quyết của tòa án này. Và đây là người cuối cùng có mặt trong cái bộ ba tam giác gọi là quyền lực của hội đồng chiến tranh Israel. Tất nhiên đó là Netanyahu. Bình luận của ông liên quan tới quyết định của tòa như sau. Cam kết của Israel liên quan tới luật pháp quốc tế là không hề suy chuyển. Đồng thời, cam kết của chúng tôi cũng không hề quy suy chuyển liên quan tới cuộc đấu tranh thiêng liêng để tiếp tục bảo vệ đất nước bảo vệ dân tộc của chúng tôi. Vâng, nhưng mà tòa án người ta chỉ nói rằng các ông diệt chủng và giết trẻ em chứ người ta có đâu nói về việc là cấm các ông bảo vệ đất nước đâu, đúng không ạ? Thực tế chúng ta có thể thấy rằng là cho dù nội các của ông như thế nào đi chăng nữa thì ông Netanyahu chính là cái người chịu trách nhiệm chính cho tất cả những việc đã xảy ra. Ai cũng biết Cách đây hai tháng, chúng tôi từng nói với quý vị, cho dù kết thúc của cái việc này nó như thế nào, thì chắc chắn đây nó sẽ là một cái vết nhơ trong cái lịch sử nhân loại thời hiện đại. Bây giờ cũng không ai dám để đưa những người lãnh đạo Israel ra tòa, đúng không ạ? Nếu họ đưa những người này ra, thì tương đương người ta cũng đưa những cái quan chức của người Mỹ, người Anh ra tòa. Và tất nhiên những việc thảm sát diễn ra và những cái kẻ phạm tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nó là hai cái vết nhơ cực kỳ lớn đối với lại lịch sử nhân loại của chúng ta. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là nó cũng không kéo dài được bao lâu. Algeria, một nước có một tư tưởng gần như là chống đối Israel như là dạng tuyên chiến đến nơi. Hôm nay đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành nhóm họp khẩn cấp để thực thi những phán quyết của Tòa án Hình sự Quốc tế À, về Israel, Phái bộ Ngoại giao Thường trực của Algeria đã nhận lệnh trực tiếp từ chủng, Tổng thống nước Cộng hòa Tebono à, yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp ngay lập tức về việc thực thi phán quyết của tòa án ICG, ICG liên quan tới những biện pháp tạm thời áp đặt đối với sự chiếm đóng của Israel tại giải Gaza, Bộ trưởng Ngoại giao của Algeria đã cho hay. Như vậy, Algeria đã có thể nói rằng quyết tâm để mà sử dụng cái phán quyết của tòa ICJ chấm dứt hoàn toàn cái kỷ nguyên miễn nhiễm đối của những cái hành động của Israel chống lại người Palestine, đúng không ạ? Đây là một cái điều nó chưa có tiền lệ, có nghĩa rằng là cuộc chiến này bùng nổ và những cuộc chiến khác người Palestine người Israel được hành xử một cách miễn nhiễm bởi vì người ta có con ông cháu cha đúng không ạ người ta con ông cháu cha nhưng mà ngày hôm nay thì rõ ràng rằng là với phán quyết này nó đã tạo ra những tiền lệ nó cũng giống như là bang Tách ở Mỹ à, hai cái sự kiện xảy ra đều bất lợi cho con con cháu và ông cha về phần mình thì các nước uh, Ả Rập biên giờ, láng giềng của Palestine như là Ả Rập Xê Út, Qatar, Ai Cập đã chào đón nhiệt liệt cái phán quyết của tòa án liên quan đến tình hình ở Gaza. Vâng, và chúng ta chốt lại sự kiện này với việc là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp vào thứ tư tuần sau để giải quyết vụ việc. Vâng, kết quả này, cái phiên tòa này hôm qua nó xét xử quý vị ạ mà YouTube nó bắt đầu nó nó kiểm duyệt luôn quý vị thế mới ác đi. Vâng, liên cứ liên quan đến do thái là kiểm duyệt khủng khiếp. Hôm qua mới đăng cái vị tranh án mặc quần áo rất là nghiêm chỉnh, không hở hang tí nào mà đọc phán quyết thôi. Thế mà cuối cùng nó cho mình ra đảo. Vâng, chúng ta sẽ đến phần tưới phần tiếp với lại những sự kiện ở nước nga. Đáng lưu ý trong sự kiện nước nga ngày hôm nay thì uh, nó có hai sự kiện một là ngày uh, kỷ niệm 80 năm uh, ngày giải phóng hoàn toàn Leningrad ngày nay chúng ta gọi là thành phố xanh Petersburg uh, trong một cái cuộc phong tỏa lớn nhất lịch sử và cũng lâu nhất lịch sử của cuộc chiến uh, tranh thế giới lần thứ hai trong suốt 900 ngày và chúng ta thấy xanh uh, Petersburg đây Leningrad đúng không ạ À, đây là một thành phố có thể nói rằng ngày xưa nó còn quan trọng hơn cả Moscow, bởi vì nó là cái tuyến đường trên biển. Ngày xưa đây là cái vùng uh, Noro uh, tức là cái nôi của gọi là cái um, hoàng gia Nga ở cái khu vực này. Người ta thường gọi châu Âu người ta thường gọi là gia đình Novogod đấy, đúng không ạ? Thì uh, nước Nga ngày xưa thì cái thời ngày đầu ấy là cái thủ đô của nó chính ở cái vùng này và thành phố Novogrod đấy là một thành phố nó rất là phồn vinh nó nằm trên biển Baltic à, thời à, những cái kỷ nguyên sau của thời trung cổ thì à, những cái hoạt động thương mại nó không còn nhộn nhịp ở cái khu vực địa trung hải nữa mà thay vào đó là các khu vực vùng Baltic trong đó có Novogrod, lên tới khu vực qua Đan Mạch rồi xuống eo biển Mang Sơ Đức Hà Lan vân vân sau khi di rời thủ đô thì uh, thành phố uh, sau này được đặt tên là Saint Petersburg nó vẫn là một cái biểu tượng và là một cái trung tâm kinh tế của nước Nga. Đặc biệt là nó liên quan tới những cái biểu tượng của đất nước này, đó là thành phố của cuộc cách mạng tháng 10 Nga, các huyết mạch kinh tế uh, liên quan tới khu vực uh, lân cận, vân vân. Cho nên là trong cái cuộc chiến tranh uh, trong cái cuộc tấn công của phát xít Đức thì họ đã nhắm ngay tới xanh petersburg để tiến hành một cái cuộc phong tỏa ban đầu thì họ đã có ý định chiếm nhưng mà rõ ràng là với cái sức kháng cự ác liệt từ phía liên xô có thể nói rằng thành phố lúc bấy giờ gần như nó chả còn cái gì toàn bộ cái khu vực còn lại bị phong tỏa chỉ còn cách với lại bên ngoài bằng một cái hồ duy nhất có lúc tưởng như là xanh petersburg đã sụp đổ Mục tiêu của phát xít Đức là họ kéo dài cái việc phong tỏa bao vây để làm suy yếu bào mòn cái lực lượng của Hồng quân Liên Xô. Cuộc chiến diễn ra trong gần 900 ngày, từ tháng 1 năm 1, tháng 9 năm 1941 tới tháng 1 năm 1944. Thế mà thế nào, cuối cùng là Đức cũng không chiếm được cái thành phố và cuối cùng thì họ bị Hồng quân Liên Xô đánh bật ra một cuộc vây hãm một cuộc chiến một cái có một cái tỷ lệ gọi là tổn thất tử vong của hai bên ở mức độ cao nhất gần như trong lịch sử dưới một cái điều kiện cực kỳ khắt khe hà khắc cả về nhiệt độ lẫn những điều kiện ăn uống sinh hoạt vân vân của cả hai bên và kết thúc sau 900 ngày Lúc bấy giờ thì chỉ thông qua cái hồ người ta gọi là hồ Ladoga, bây giờ nó khá huyền thoại. Uh, thông qua đó là cái thành phố còn liên kết được với lại cái đường cung ứng của toàn bộ đất nước. Và sau này thì được gọi là cái con đường của gọi là sự sống. Nhiều người nói rằng là cái cái cuộc bao vây của Đức này thì phía Liên Xô đã tổn thất khoảng độ gần 700.000 người. Có người nói rằng con số phải đến hàng triệu và đáng lưu ý là đa số thì chết vì chết đói và chỉ có 3% là chết vì bom đạn thôi có thể nói là trận chiến xanh uh, petersburg leningrad là một cái trận chiến biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng uh, sự kiên cường bền bỉ của nhân dân và quân đội liên xô và chính vì cái thành phố này mà thực sự phát xít đức cũng đã bị xa lời khi họ bị giam một cái lượng quân khổng lồ ở một cái mặt trận mà họ tiêu hao uh, tự tiêu hao rất nhiều theo thời gian trong suốt 900 ngày và cũng là cái tiền đề để cái mặt trận phía đông bắc của họ bị sụp đổ một cách dễ dàng sau đó. Hôm nay thì nhân sự kiện này uh, cũng là ở một nơi mà Putin đã ra đời. Ông đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm đây là cái đài tưởng niệm ở khu vực bờ sông Neva, một cái biểu tượng của cái sự kiên cường của những người lính Xô Viết của trận Leningrad. Chỉ riêng cái khu vực này thôi thì là một nơi mà một ngày Liên Xô đã hứng chịu tới khoảng độ 12 đến 16 đợt tấn công mỗi ngày. 50.000 các loại bom đạn pháo phiếc tấn công vào trong cái khu vực, cái điểm đầu cầu này. Trong số những người đã chiến đấu uh, chống phát xít Đức của trận chiến đó thì uh, có cả bố của ông Putin là ông Vladimir Spiridonovich Putin. Còn người anh trai của ông Putin là ông Victor cũng đã thiệt mạng trong cái vụ vây hãm Leningrad vào năm 1942. Như vậy thì ông Putin có rất nhiều cái duyên nợ với lại cái sự kiện kể trên. Và tất nhiên đây cũng là cái thành phố nơi ông được uh, sinh ra. Ngày hôm nay thì um, trên thế giới, ở châu Âu, nó cũng có một cái sự kiện nữa liên quan tới chiến tranh thế giới lần thứ hai. Một sự kiện cũng rất đáng nhớ. Sau sự kiện uh, diễn ra ở Leningrad, đúng tròn một năm sau, vào ngày 27 tháng 1 năm 1945, trong chiến dịch Vistula Order, À, Hồng quân Liên Xô đã giải phóng trại tập trung phát xít Đức Auschwitz ở Áo và là một trại tập trung lớn nhất trại tập trung tử thần của Đức tại châu Âu nơi mà ở đó có tới và có tới bảy tức là 7 tấn tóc của phụ nữ 514.000 đôi bộ quần áo 43.000 đôi giày thuộc về những cái người tù nhân bị tra tấn một cách dã man và tàn bạo. Có thể nói rằng là cái trại tập trung Auschwitz nó là một cái nỗi nhơ, đúng không ạ? Nó là một cái vết nhơ thực sự nó là vết nhơ của lịch sử nhân loại. Không ai có thể quên và cho phép quên đi điều này. Có lẽ hai sự kiện trên, sự kiện xảy ra ở đây, tất nhiên còn những cuộc chiến ở Moscow và ở Stalingrad nữa. Nhưng sự kiện này và sự kiện ở đây nó đã nói lên một cái điều mà những người châu Âu không không hiểu được người Nga, đúng không ạ? Là cuộc chiến này đã cướp đi của Liên Xô 27 triệu sinh mạng. Cá nhân ông Putin, ông ấy cũng mất đi người anh của mình. Và nhất nhiều câu chuyện đau lòng trong gia đình của ông liên quan đến cuộc chiến cho nên người nga người liên xô người ta có một cái quan điểm nó rất khác biệt về phát xít mà người châu âu không cảm nhận được đấy là lý do mà châu âu không hiểu được người nga bây giờ thì người nga nói rằng là một lần nữa họ lại có một cái cuộc đấu tranh chống lại một cái chủ nghĩa phát xít nó đang hồi sinh đúng không ạ không chỉ ở ukraine với lại những cái trào lưu tân phát xít mà nó còn ở nhiều nơi khác ở trên các thế giới phương Tây. Có thể nói là gì? Người phương Tây đã quên đi bài học lịch sử và lần này người Nga sẽ lại phải dạy cho người phương Tây để nhớ lại cái bài học lịch sử đấy một lần nữa. Tại sao tôi nói rằng là những người phương Tây họ đã quên đi bài học lịch sử? Chắc quý vị còn nhớ cách đây chỉ có vài tháng, bà Ursula von Leyen trong chuyến thăm của mình làm việc tại hội nghị G7 ở Nhật Bản. Bà ấy nó nói rằng là Nhật Bản đã chịu hai quả bom nguyên tử ném xuống đất nước của họ. Hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng. Sau đó bà ấy nói rằng bây giờ Putin lại chuẩn bị sử dụng bom nguyên tử một lần nữa. Có nghĩa rằng bà ấy ý bà ấy muốn nói không phải người Mỹ đã ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản mà thực sự là nước Nga đã ném bom vào Nhật Bản. Và bây giờ chuẩn bị Putin lại chuẩn bị ném bom nguyên tử một lần nữa. Ngày hôm nay đứng trước cái sự kiện uh, Auschwitz các quốc gia phương Tây đã không mời Nga. Năm ngoái họ cũng không mời Nga. Còn bà đứng chủ tịch của Ủy ban cho bãi đã phát biểu như thế nào? Bãi phát biểu rằng là cái trại tập trung Holocaust Auschwitz Birkenau ở áo được giải phóng bằng lực lượng đồng minh bởi lực lượng đồng minh chứ không phải là liên quân Hồng quân Liên Xô. Lực lượng đồng minh có nghĩa rằng là Anh, Mỹ, Pháp. Sau đó thì rất nhiều các tờ báo độc lập ở trên thế giới, người ta đã nói rằng là đọc vào những cái tuyên bố của Ủy ban Châu Âu trong cái sự kiện đặc biệt này, chúng tôi phát hiện ra một cái lỗi. Và Ủy ban Châu Âu lên điều chỉnh lại, sửa lại cái lỗi này. Đó là chính Hồng quân Liên Xô đã giải phóng trại tập trung Auschwitz chứ không phải là lực lượng đồng minh. Tôi không nghĩ rằng một người được sinh ra Đức như bà ấy lại có thể quên được, đúng ạ, những cái vấn đề lịch sử như vậy liên quan tới chuyện bom nguyên tử, liên quan tới chạy tập trung, liên quan tới phát xít Đức. Hồng quân Liên Xô đã giải phóng Luxembourg. Không có Liên Xô, bằng tôi không nhớ, bằng hình như không phải là Luxembourg, à, nhưng mà Hồng quân Liên Xô là một đất nước đã chịu trách nhiệm chính đánh bại đức quốc xã và nhờ đó nó có cái đất nước luxembourg như ngày hôm nay luxembourg là một đất nước có cái tượng đài có cái hội nghị để mà tưởng nhớ cái nạn nhân oswich nhưng mà không mời đại diện của nước nga mà họ biết thừa một điều không có liên xô thì cũng không có đất nước của họ không có liên xô thì cũng chưa chắc đã có một cái châu âu như ngày hôm nay thế mà mới chỉ chân ướt chân giáo thôi bánh xe lịch sử còn chưa lăn hết một vòng những người châu âu có thể nói là đã rất nhanh quên đã vội vàng làm những hoạt động xóa xử đúng không ạ xóa xử liên quan tới bom nguyên tử và xóa xử liên quan tới trại tập trung của phát xít và như vậy cũng không lâu nữa họ sẽ gọi những người của hồng quân liên xô ngày xưa là các thế lực phát xít cũng không biết chừng đúng là đã đến lúc người nga phải nhắc nhở cho thế giới phương tây nhớ về cái bài học lịch sử. Đây là bài học lịch sử của cả loài người, không ai được phép lãng quên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại một trong sự kiện chính trong những ngày gần đây liên quan tới sự kiện tách giát của nước mỹ. Có vẻ như là cái tin thông tấn sẽ vỉa hà vỉa hè mà buổi sáng nay chúng ta trao đổi nó trở thành sự thật đấy quý vị. ạ. Có nghĩa rằng là theo một cái nguồn tin cũng là dạng thông tin xã về hè trích dẫn một cái quan chức của chính phủ liên bang nói với tờ Fox News như vậy lần này đã có thêm Fox News rồi là chính phủ liên bang sẽ không còn tìm cách để gỡ bỏ những hàng rào kẽm gai của tách giáp dựng lên nữa. Như vậy là tách giáp đã chiến thắng trong cái cuộc xung đột với lại chính phủ liên bang và bây giờ thì cái uy tín của chính phủ liên bang đã bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Không biết là thông tin này thì nó thật đến đâu, nhưng mà những thông tin liên tục uh, cho biết rằng là ở Texas, người ta càng ngày người ta đang chuẩn bị sẵn cho một cái cuộc xung đột với chính quyền liên bang. Khi được nhà báo lừng danh ở nước Mỹ ông Tucker Carlson hỏi là nếu chính quyền liên bang uh, tuyên bố về một cái kế hoạch Nhằm tịch thu uh, và giải tán lực lượng vệ binh quốc gia của Texas, tức là cái vệ binh quốc gia của bang Texas của ông, thì phản ứng của ông là gì? Ông Abbott, thống đốc của bang Texas, đã trả lời, Vâng, tất nhiên là tôi sẽ rất sốc với lại một cái bước đi um, cứng đầu của ông ấy, tuy nhiên đó sẽ là một thảm họa tuy nhiên như anh biết đấy là chúng tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để chấp để đón nhận một tình huống có thể xảy ra đây chính là những điều chúng tôi đã chuẩn bị đã làm trong suốt tháng vừa qua bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì mà chúng tôi đang làm và để mở rộng những cái hàng rào đến tận tất cả những vùng biên giới của texas ngăn chặn những dòng người nhập cư trái phép làm phương hại tới an ninh xã hội của chúng tôi. Đây chính là một cái tương lai của người Mỹ. Cũng có thông tin là chính phủ của ông Joe Biden thì bây giờ đang có những cái hành động dọa dẫm liên quan tới những cái biện pháp quân sự chống lại vệ binh quốc gia của Texas. Trừ khi bang Texas sẽ giải tán cái lực lượng vệ binh quốc gia của mình trước một giờ uh, chiều giờ địa phương. Vâng, giải tán lực lượng vệ binh quốc gia khỏi khu vực đường biên giới, nơi mà họ đang bảo vệ những hàng rào gây dây thép gai. Một vài bang khác như là bang Oklahoma, Ohio thì cũng đã tuyên bố là họ sẽ gửi cả vệ binh quốc gia của chính bang của họ đến để giúp bang tích giáp chống lại những dòng người nhập cư trái phép, đồng thời chống lại chính phủ của ông Joe Biden. Trước đấy thì thống đốc của bang này, ông Kevin Stitt cũng đã nói về cái triển vọng khả năng diễn ra xung đột à, vũ trang giữa lực lượng à, chính phủ liên bang và chính phủ của các bang à, và quân đội của các bang. Ông nói là chúng tôi hiện nay đang tụ tập quân của các bang à, và các bang ý nói là 25 bang kia thì không biết là bang nào ủng hộ cái việc oánh nhau, cho nên ông nói đang tụ tập quân. Các nghị sĩ của bang Texas thì cũng đồng thanh kêu gọi là bang của mình từ giờ không có gọi là nộp tiền và bắt họ của ngân sách liên bang nữa. Hôm nay thì trong tuyên bố của ông Biden liên quan đến tình hình này, ông cũng nói rằng ông sẵn sàng nhượng bộ Texas và lùi bước và ông sẵn sàng thực hiện các biện pháp cứng rắn để hạn chế hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp nếu quốc hội chấp thuận thông qua những cái ngân sách chi tiêu. Ông nói ông đã yêu cầu phân bổ tiền cho an ninh biên giới và đã bị uh, quốc hội từ chối. Ông kết luận rằng là những người yêu cầu thực thi những cái quyết sách ở đường biên giới nếu nghiêm túc thì họ phải thông qua những cái dự luật liên quan tới hai đảng về vấn đề phân bổ và nguồn ngân sách. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhớ rằng là kể từ rất nhiều tháng nay thì ông Biden đã cố gắng thông qua một cái một cái gói viện trợ cho Ukraine trị giá hơn 60 tỷ đô la. Trong khi đó, đảng Cộng hòa yêu cầu một cái gói liên quan tới an ninh biên giới, nhưng mà cuối cùng thì vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và của chính phủ công dung Biden còn bây giờ thì ông joe biden lại nói rằng ông bị quốc hội ngăn cản khi thông qua một cái gói dự luật giúp đỡ cho ukraine nhưng ông lại nói rằng là ông đang tìm cách thông qua một cái gói của đường biên giới như vậy chúng ta đã thấy là cách đây vài tháng thì chuyện đó đã xảy ra đúng không ạ và đấy là lý do người ta cứ trần trừ người ta cứ về gói các gói với nhau tách các gói với nhau cuối cùng thì nó cháy nhà ra mặt chuột Hôm nay thì trên mạng người ta cũng chế nhiều ảnh Putin khi ông được hỏi là Thưa ngài Tổng thống, là ở bang Texas thì cũng có những người Nga của chúng ta sống ở đó. Bây giờ thì người ta đang bị chính phủ liên bang đe dọa. Liệu là chúng ta có hành động gì để bảo vệ người dân Nga ở khu vực Texas hay không? Rồi cũng có rất nhiều thông tin nói rằng là Putin đã ký một cái sắc lệnh thừa nhận sự độc lập của nước Cộng hòa Tách Giản. <laughs> Nhưng mà tôi đoán đó là những thông tin Việt, đúng không ạ? Mặc dù người ta chế những cái xác lệnh nhìn nó rất là xịn sò. Thậm chí người ta còn đưa ra một thông tin là một báo cáo chưa được xác nhận của nhiều người địa phương cho thấy hình ảnh của Rigozin trong trang phục của Wagner đã xuất hiện ở đường biên giới Tách Giáp. Người ta cho rằng có rất nhiều hoạt động kỳ lạ của nhóm quân trên kể từ khi máy bay của ông Dugin rơi ở uh, lân cận Moscow. Và có lẽ là chúng tôi chuẩn bị mở một cái chuyên mục uh, vừa ngoài tấu hài chính trị thì còn phải là một cái mục gọi là thông tấn xã vỉa hè, đúng không ạ? Và cũng cùng ngày thì ở nước Mỹ một tòa án của cái bang nào đó đã ra một phán quyết bắt Donald Trump bồi thường 83,3 tỷ triệu đô la cho việc là đã có những hành động hủy hoại danh tiếng của Jean Caron, một cái uh, biên tập viên của một cái tờ báo giờ ơi đất hỡi nào đó. Vâng, chỉ có làm nói mấy câu hủy hoại danh tiếng thôi mà trả tới 83,3 triệu đô la. Và tất nhiên đó chính là Donald Trump, đúng không ạ? Chứ nếu một người khác thì chắc là chỉ có liên quan tới tầm 830 đô la mà thôi. Câu chuyện nó nằm ở chỗ người ta đang chuẩn bị như cuộc chiến tranh, truyền thông, luận điệu, những cái hoạt động bôi xấu lẫn nhau. Nhìn chung là nó rất là sặc mùi Mỹ. Chưa bao giờ chửi người khác mà nó lại được giá như vậy. Bạn phải nói lại là bị người khác chửi mà nó lại được giá như vậy. Có những người mà bị người khác chửi một qua đêm phát trở thành tỷ phú luôn. Đúng không quý vị? Đúng là chỉ có thể diễn ra ở nước Mỹ thôi. Thực tế thì cái vụ kiện này nó đã diễn ra từ lâu. Nó không chỉ là cái việc liên quan tới phỉ bán và là mất danh dự mà nó còn cái chuyện ten 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 nào đó nữa. Nhưng mà rõ ràng nó cũng là vấn đề, nó cũng sặc mùi chính trị. Nhưng dù sao thì phán quyết của tòa án họ chỉ nói rằng là gọi là tội phỉ báng là và trà đạp danh dự của cái nữ phóng viên kể trên. Vâng, chúng tôi xin đến chương trình giao lưu câu hỏi cùng quý vị. Tại sao nước Mỹ lại bị thâm hụt thương mại với hầu hết các nước uh, lớn trên thế giới? Thực tế thì uh, Mỹ có thể nói rằng là đúng là họ bị thâm hụt thương mại với tất cả các nước hầu hết các nước à, chỉ có khu vực mỹ la tinh thì họ lại có thẳng dư nhưng mà không đáng kể cơ bản là chúng ta thấy một năm họ thâm hụt thương mại nó tầm khoảng một nghìn tỷ đúng không ạ một nghìn tỷ đô la cộng với lại chi phí quốc phòng bây giờ nó cũng gần nghìn tỷ cộng với lại cái tiền lãi phải trả cho cái việc đi vay chỉ cho cái phần lãi thôi cũng lên tới nghìn tỷ như vậy là cái 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 sức nặng về ngân sách của Mỹ nó ở mức độ khủng khiếp nếu chúng ta bỏ cái ngân sách quốc phòng ra thì nó vẫn còn 2.000 tỷ một cái điều nó rất thú vị đúng không ạ nó quá ngạc nhiên không một đất nước là làm thế cả trừ khi họ có một cái nguồn cung tiền vô tận họ mới làm thế đúng không, quý vị Chúng ta thấy rất rõ là bây giờ mình cứ nhìn thấy một cái thằng công tử không hiểu tại sao ngày nào nó cũng có rất nhiều tiền nó tiêu. Là cơ bản là tiền về thì nó rút ruột được ở đâu đấy của bố mẹ nó cho, đúng không ạ? Hoặc nó có máy in tiền trong nhà. Hoặc là nó lấy miền xuôi nuôi miền ngược, có nghĩa rằng nó đi vay tiền để nó tiêu. <laughs> mà trường hợp đấy nó đều đúng đối với nước Mỹ. Tuy nhiên đấy không phải là tất cả mà chúng ta thấy rằng từ cái việc này nó mới dẫn ra một cái khía cạnh nữa mà đó cũng không phải là tất cả đó là người mỹ rất thích tiêu tiền họ rất thích tiêu xài có nghĩa rằng người mỹ từ cái việc họ sẵn tiền là bởi vì họ có thể in họ có thể vay nợ để tiêu thì họ là một cái đất nước là chủ nghĩa tư bản đúng không ạ chủ nghĩa tư bản thì nó khác với lại chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội kiểu trung quốc thì nó cần phải tiết kiệm tiền còn chủ nghĩa tư bản của mỹ là chủ nghĩa tiêu tiền và mua hàng và cái đất nước như trung quốc thì nó sản xuất hàng còn ở mỹ thì nó tiêu tiền nó mua hàng và hàng của trung quốc thì nó rẻ mà nó bóng bẩy cho nên cuối cùng chúng ta sẽ thấy rằng là mỹ thâm hụt thương mại khủng khiếp với lại trung quốc khi mà hai cái nó như hai cái thái cực ngược nó hút nhau chúng ta nhớ rằng là kinh tế của các nước tư bản thì vấn đề chủ yếu nó vẫn là kích cầu đúng không ạ tức là tiêu dùng tiêu dùng tiêu dùng à, còn ở các nền kinh tế khác như trung quốc nó không phải như thế đấy là lý do mà người mỹ luôn và phương tây luôn nói là kinh tế trung quốc nó sắp sụp rồi bởi vì người ta nhìn dưới lăng kính của người ta là cái lăng kính kinh tế nó chỉ có tiêu dùng thôi còn trong khi đấy trung quốc bây giờ nó ngồi trên một cái đống tiền nhàn rỗi đúng không ạ hàng nhiều nghìn tỷ nó không có làm gì với cái tiền đấy cả bởi vì nó tiết kiệm. Có một cái đợt cách đây hơn chục năm thì nó có một cái làn sóng di cư các ngành sản xuất của Mỹ sang các nước khác, trong đó Trung Quốc rất nhiều. Và chúng ta thấy rằng là kể từ đó thì cái ngành sản xuất của Mỹ nó không còn cạnh tranh được những mặt hàng tiêu dùng đối với lại Trung Quốc nữa. Bây giờ thì những cái ngành hàng xuất khẩu của Mỹ nó chỉ còn tầm 2-3 ngành thôi. Ô tô này, vâng một vài ngành uh, thuốc men gì đó còn lại nó nhập khẩu hết như vậy nó có những cái yếu tố đúng không ạ chúng ta thấy một điểm rằng họ bằng cách nào đó in tiền vay nợ cho nên họ tiêu rất nhiều tiền thứ hai thói quen của người mỹ từ cái việc họ đã có thừa tiền để họ tiêu đến việc là họ chính là một cái xu hướng của người mỹ của chủ nghĩa tư bản kiểu mỹ là phải tiêu tiền Đúng ạ? À, thì nó mới kích thích phát triển và họ tiêu tiền. Và họ phải mua từ nước ngoài cho nên họ dẫn tới thâm hụt là bởi vì cái nền tảng sản xuất của Mỹ bây giờ nó không được như ngày xưa nữa. Năm nay thì đâu đấy mới diễn ra được có một tí ngày thôi, nhưng mà cái thâm hụt thương mại của Mỹ nó đã rất khủng khiếp rồi, tôi không nhớ là con số bao nhiêu, nhưng mà của Việt Nam của chúng ta cũng xuất siêu đối với Mỹ rất nhiều cũng xếp ở hàng thứ mấy đấy, thứ 4, năm gì đấy, không phải ít đâu. Có nghĩa là năm nay thì chúng ta, Trung Quốc, Mexico, vân vân mấy nước khác sẽ trở thành những cái nước mà kiếm tiền bội thu từ tiền của người Mỹ, đúng không ạ? Tuy nhiên nó có một cái điểm nữa để mà người ta cảm thấy là người ta tiêu tiền thoải mái, đúng không ạ? Là bởi vì cái thói quen của người Mỹ là cứ hết tiền thì họ lại có thể vay tiền được để tiêu. Đấy, tức là nó vừa là một cái nguyên nhân nhưng nó lại vừa là một cái kết quả. Đúng không ạ? Họ đã có tiền vay để tiêu được rồi. Tiêu xong thì họ lại bảo là họ lại còn có tiền để vay để họ trả được cái khoản đấy nữa. Để họ lại còn tiêu được nữa. Thế cho nên là cái vòng lặp đấy nó sẽ càng ngày nó càng lớn và thâm hụt thương mại của Mỹ nó không bao giờ nó giảm được. Còn cái yếu tố phụ trội của cái việc mà họ đem sản xuất ra nước ngoài, kể cả bây giờ Việt Nam vậy thôi. Uh, thì ngày xưa họ sản xuất cái iPhone trong nước thì họ không bị uh, thâm hụt thương mại nhưng bây giờ họ đến Việt Nam sản xuất iPhone xong rồi có thể chính những iPhone đấy nó lại quay trở lại nó bán ở nước Mỹ đúng không ạ nó lại nhập vào nước Mỹ để bán ở đây cho nên là chính cái khoản này thì cũng chính là một cái khoản mà sản xuất cho họ nhưng mà nó lại là một cái khoản nhập khẩu là bởi vì họ sản xuất ở Việt Nam thì chi phí nó thấp hơn đúng không ạ Uh, chi phí thấp hơn thì những cái kẻ gọi là tập đoàn trị nó được có nhiều tiền nó nhét vào túi hơn thế nhưng mà cái đất nước đấy sẽ phải è cổ ra để mà chịu cái cán cân gọi là thâm hụt cán cân thương mại tuy nhiên thì nói thật là đấy là những cái thông lệ có thể nói rất không lành mạnh với nền kinh tế đúng không ạ kể cả là họ có in được tiền hay là họ có có thể À, lấy mình xuôi nuôi miền ngược, nhưng mà nó chỉ trong ngắn hạn thôi, trong dài hạn chắc chắn nó không bền vững. Và câu chuyện nó nằm rất nhiều ở một cái yếu tố là xã hội của họ đã dành tất cả những chính sách quan trọng nhất để mà vỗ béo một cái bọn gọi là tiểu số mà nó đục khoét, đúng không ạ? Đục khoét hết những cái lợi ích của nước Mỹ trong đó có cả cái chính sách mà đã phi công nghiệp hóa đất nước của họ. Tại sao Ba Lan lại vinh danh người Mỹ? và lên án người nga vâng tôn vinh người mỹ lên án người nga thực tế ngày xưa quý vị ạ tất nhiên là có những lịch sử vấn đề lịch sử của nga với ba lan thì nó từ ngày xưa rồi nhưng mà quý vị cũng nhớ có thời điểm uh, là ba lan cũng tôn vinh liên xô đúng không, quý vị liên xô đã đầu tư rất nhiều ba lan giúp đỡ rất nhiều ba lan tất nhiên chúng ta gạt đi những cái chuyện mà nó liên quan tới những cái sự vụ uh, chuyện lịch sử nhá cơ bản về lợi ích đã có thời liên xô gọi là được tôn vinh nhà ba lan và thời điểm đấy thì những người ba lan làm gì với người mỹ quý vị người ba lan lúc bấy giờ lên án người mỹ đúng ạ như vậy ngày xưa là gì ngày xưa thì uh, ba lan gọi là tôn vinh liên xô đấy và lên án người mỹ Thế còn ngày nay thì Ba Lan lên lên án người Nga và tôn vinh người Mỹ. Nó có một cái điều gì ở quý vị? Nó có một cái gì dẫn tới cái điểm chung của cái hành động này? Đó chính là việc ai có thể cho họ nhiều thứ nhất thì họ sẽ tôn vinh người ấy và lên án kẻ thù của những người đó. Đúng không ạ? Chính vì thế mà người ta gọi Ba Lan là linh cẩu châu Âu mà, đúng không ạ? Linh cẩu là nó có lợi, nó chơi thôi. À, chúng ta còn nhớ cái bộ phim uh, hoạt hình Lion King ngày xưa nổi tiếng ạ. Cái, 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 um, cái con hổ, con sư tử mà là, là anh của vua đấy quý vị. Đúng không ạ? Anh hay là em của vua gì đấy. Mà nó đã um, chơi với cái bọn linh cẩu để mà nhằm lật đổ nhà vua vâng tôi quên tên cái, cái con sư tử vua đấy rồi bố của cái con sư tử simba đấy và trong một sự kiện thì cái thằng chú đấy nó đã được sự trợ giúp của những con linh cẩu đấy bằng việc là nó hứa nó ban phát quyền lợi cho những con linh cẩu đúng không ạ và những con linh cẩu đấy đã giúp thằng chú đấy nó hất cái con sư tử bố của con kia tức là ông vua đấy xuống vực thẳm Đấy. Thế còn sau này, sau này khi Simba tìm về trả thù cho bố của mình và lúc bấy giờ thì ông chú này đã già trông hom hem rồi, không còn quyền lực không còn quyền lợi nữa. Thì Simba đã để cho mấy cũng mấy con linh cẩu đấy nó quay ra nó sơi tái luôn cả cái cái người gọi là chủ cũ của nó bởi vì bây giờ nó hết vẹo rồi. Cho nên cũng có thể vì thế mà người Ba Lan được gọi là linh cẩu của châu Âu. Tức là sẽ tôn vinh, đúng không ạ? Sẽ theo những cái đối tượng nào mà cho họ cái quyền lợi tốt nhất và chống lại những cái kẻ thù của những người đó. Vào cái tầm mà cuối những cái năm tháng cuối cùng của Liên Xô, tức là thập kỷ 80, 10 năm cuối, thì chúng ta thấy nó có một cái sự dịch chuyển rất là nét. Hồi bây giờ mình còn trẻ nhưng mà mình cũng ý thức được những thông tin liên quan tới những cái mối quan hệ của Ba Lan nó dần dần nó còn không còn tốt nữa, đúng không ạ? Với lại Liên Xô. Vì lúc bấy giờ Liên Xô trải qua những cái năm tháng nó bắt đầu nó vật vã rồi. Không giành được những cái quyền lợi, quyền lực cho những cái đồng minh của mình như Ba Lan nữa. Thời điểm đó thì Mỹ họ cũng ve vãn các nước xã hội chủ nghĩa rất nhiều. Và tất nhiên là một thời điểm tuyệt vời. Ông làm mà lên trên băng chuyển nhanh nhất thì ông ấy được hưởng lợi nhất đúng không ạ? Và chắc chắn Ba Lan cũng là một cái đất nước như vậy khi họ đã có tố chất trong máu sẵn rồi. Tôi nghĩ rằng ngày mai nếu như mà nước Mỹ bị chia rẽ, à, chia thành hai nước, có nội chiến, rồi NATO tất nhiên là tan rã đúng không ạ? Và thế giới đang cực lên ngôi, lúc bấy giờ thì có khả năng Ba Lan sẽ lại quay theo Nga hoặc là coi sang Trung Quốc và lại bắt đầu lên án người Mỹ. Tôi nghĩ là như vậy. Lúc bây giờ thì các phái đoàn ngoại giao của Ba Lan sẽ tấp nập đi tới nước Nga với những khẩu hiệu là gì tình anh em Slaver mãi mãi bền lâu chống lại những sự gây hấn của người Anglo-Saxon. Bla bla anh nghĩ thế nào về việc phương tây luôn ám ảnh và có những lời lẽ ghét bỏ putin hay tập cận bình một cách liên tục nguyên nhân thì tất nhiên là chúng ta cũng nói nhiều đúng không ạ nhưng mà nói về cảm nghĩ thế nào thì nhìn chung là cảm nghĩ tôi thấy là rất tốt chúng ta tưởng tượng rằng là nó là tính chất bắc cầu thôi bây giờ mình quy ra vấn đề phương Tây có tử tế không đã đúng không ạ? Phương Tây không tử tế. Thưa quý vị xét về ví dụ đại diện của phương Tây ví dụ mình nói NATO đi đúng không ạ? NATO uh, liên minh quân sự hay là G7 liên minh kinh tế đi uh, đều thông qua những chính sách của mình để có thể củng cố cái vị thế thống trị của họ đúng không ạ? ờ uh, bằng cách này cách kia bóc lột rồi chèn ép bắt nạt vân vân vậy thì mình cứ gọi như kiểu những đứa trẻ mình gọi là đó là những người kẻ xấu ấy đúng không ạ và khi kẻ xấu mà nó đi nói xấu người khác thì chúng ta phải xem trong cuộc đời chúng ta cũng thế thôi đời thường ấy những cái đứa mà nó là kẻ xấu ấy, mà nó đi nói xấu người khác ấy thì mình phải xem là lại nhá mình phải xem lại là khả năng gọi là 99% là những người nó nói xấu ấy lại là người tốt. Hay thôi mình không nói là người tốt xấu nữa. Đúng ạ, ở đây nó nói là ghét mà. Nó không phải là nói về xấu hay tốt. Mà ý là người những kẻ đó người ta ghét những người đấy. Thế thì nó sẽ có một cái vấn đề là nó ghét bởi vì nó sợ hoặc là nó tôn trọng và nó coi là một đối thủ nguy hiểm. Đúng ạ. Có nghĩa rằng nó thích hay nó ghét nó không quan trọng. Nhưng quan trọng là những con người đấy có những cái phẩm chất giá trị mà khiến cho những cái kẻ nói đấy nó phát sợ. Và điều đấy có thể nói rằng là chính những người đấy đã được kẻ thù của mình tôn trọng và tất nhiên là được những cái người ở trong giới, thế giới của họ tôn trọng, đúng không ạ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày xưa Bác Hồ chúng ta cũng đã từng bị thế giới phương Tây người ta ghét đến bây giờ thì rất nhiều uh, những cái người của thế giới phương tây cũng còn tỏ vẻ hẳn học với những cái lời lẽ như vậy. Uh, Putin tập cận bình uh, ngày xưa thì có Nelson Mandela một trong những cái nhà lãnh đạo chính trị lỗi lạc của Nam Phi đúng không ạ. Uh, rất nhiều tôi không nhớ nhiều người ở Châu Phi cũng có rồi những người của bán cầu phương Nam rất nhiều nhưng mà những người đấy thì lại cực kỳ được gọi là tôn trọng cực kỳ được yêu quý ở bán cầu phương nam mình nói ở những nước mà không phải là những nước phương tây như vậy điều đấy nó nói lên một cái điều là gì đó là một điều tốt đúng không, quý vị ví dụ như là phương tây người ta gọi ông gorbachov là một người nga anh hùng người ta gọi Navalny, một cái kẻ phản bội đang ngồi trong tù là một người anh hùng người ta gọi những cái người bất đồng chính kiến ở đất nước chúng ta làm những điều không lợi, có lợi cho đất nước chúng ta cũng là những cái người anh hùng cơ bản là những người đó phản bội lại đúng không ạ hoặc là chống lại những cái người mà họ ghét đúng không, quý vị đấy nó có một cái yếu tố như vậy thôi nó rất đơn giản là chống lại những cái thế lực như thế những cái nước ở châu âu người ta chống putin rất điên cuồng bởi vì người ta hiểu một điều rằng là chỉ cần thể hiện thái độ đấy thôi là cũng có tiền thực sự nó là như vậy những cái nước mà muốn vào nato chỉ cần thể hiện cái sự bài putin bài nga là được vào nato những nước mà chống uh, trung quốc thì đương nhiên là trở thành bạn của người mỹ và được hưởng quyền lợi hưởng sái người mỹ như vậy thì chúng ta không nói về chuyện ghét hay bỏ nữa đúng không ạ mà chúng ta phải nói thực sự là cái ghét nó chẳng qua là cái miệng nó nói như vậy thôi, nhưng thực tế là trong lòng của họ là sợ. Những người đấy có những cái vấn đề gì? Một là người ta sợ bởi vì thực sự đó là những người có thể thay đổi được cuộc chơi, đúng không ạ? Được ủng hộ bởi vì quần chúng trong nước của những nước đó và những cái nước gọi là trong cái thế giới không phải của phương Tây. Đấy là thứ mà người ta sợ và tất nhiên đó là những người có tài, có phẩm chất. Còn người ta ghét À, vâng có thể là gần năm tư ghét đó là những người đó không bao giờ biết quỳ gối đấy là một cái phẩm chất mà phương tây người ta rất ghét đúng không quý vị ghét cũng được mà nửa ghét nửa sợ nửa gì đó đại khái như vậy cơ bản là đó là những cái uh, người mà có tố chất chung là họ không có tìm cách để quỳ gối trước cái sự cường quyền của phương tây như vậy đối với những vị lãnh tụ của các đất nước thì tôi thấy rằng là bị phương Tây mà ghét thì cảm xúc, cảm giác của tôi là đó là một cái điều tốt. Tất nhiên là không tốt cho thế giới phương Tây. Đối với Putin thì phương Tây không những ghét mà thậm chí còn hận nữa, đúng không ạ? Đối với Tập Cận Bình thế, nếu chúng ta nói về thời hiện đại, bởi vì bây giờ Putin ở khía cạnh chính trị quân sự thì có thể nói là lỗi lạc xuất chúng và lần đầu tiên trong rất nhiều năm phương tây đang bó tay trước putin về mặt kinh tế chính trị thì tương tự tập cận bình đúng không ạ nhưng mà ở tập cận bình thì có một cái điểm rằng là bản thân ông ấy thì nói thật ra là tất nhiên vai trò của ông có lớn nhưng mà nó cũng không phải là vai trò quyết định thực tế là như vậy mặc dù nó lớn nhưng mà ở putin thì lại là vai trò quyết định cho nên là cái việc mà phương tây không chỉ ghét mà rất hận rất sợ, rất tôn trọng và rất sợ, đúng không ạ? Rất nể. Có nghĩa là phương Tây là một cái cảm xúc nó rất lẫn lộn đối với Putin. Cho nên những người này bị nói dối thì chúng ta có thể thấy một điểm là hoàn toàn phải xem lại. Còn nếu không có thể đi tới kết luận luôn là họ đang nói láo. Và chúng ta sẽ kết thúc bằng một câu trả lời ngắn liên quan tới nền kinh tế thế giới phụ thuộc vào nền kinh tế Mỹ lớn không. Vâng, lớn. Có thể nói là lớn, nhưng mà nó không lớn như ngày xưa nữa. Và nó ở một mức nhỏ hơn rất nhiều so với ngày xưa. À, vào năm 1945, trước đây tôi nhớ rằng là kinh tế Mỹ bây giờ nó chiếm tỷ trọng tới hơn 50% kinh tế của toàn thế giới. Năm 1945. Vâng, khủng khiếp không ạ? Đúng không ạ? Chiếm tỷ trọng một nửa nền kinh tế thế giới. Ngày hôm nay thì nếu tính tổng cộng ra à, GDP của Mỹ chỉ khoảng bằng một phần 5 kinh tế thế giới thôi. Nhưng mà cái điều đáng nói là gì? Là nó tiếp tục suy giảm. Đúng không ạ? Nó tiếp tục suy giảm rất nhanh. Đấy, đấy mới là cái vấn đề. Từ 50% bây giờ nó chỉ còn tới 20% thôi. Và nó đang tiếp tục kéo xuống. Như vậy thì vì 20% thì tất nhiên kinh tế thế giới vẫn phụ thuộc vào kinh tế Mỹ nhiều, đúng không ạ? Nếu có vấn đề gì biến động. Thế nhưng mà với đà này thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm. Đúng không quý vị? Có nghĩa rằng là cái sức mạnh kinh tế của Mỹ, cái đoàn bẩy của họ đối với thế giới nó không còn được như ngày xưa. Mà nếu không nói rằng là nó xuống dốc một cách thảm hại. Bởi vì từ 50 xuống 20 thì nó là gấp 2,5 lần. Lẽ ra nó phải tăng lên. Đúng không, quý vị? bởi vì là người ta nói rằng là mỹ càng ngày càng có ảnh hưởng trên thế giới mà càng ngày càng mạnh mà tỷ lệ ra nó phải tăng nhưng mà tại sao nó lại giảm mà nó giảm đến mức độ kinh khủng như vậy và tất nhiên là không phải nó giảm là bởi vì trên thế giới mỗi ngày lại sinh ra một quốc gia hay là cái gì cả mà cái điều đáng nói là nó giảm trong khi các cái nước đối lập tức là các nhóm nước đối lập như là các nước brics và cộng đồng thế giới thì nó lại tăng đúng không ạ nó tăng vào những chỗ mà trung quốc đã giảm À, của Mỹ đã giảm. Ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, một tay của Trung Quốc thì tăng trưởng GDP một năm nó đã bằng cả của cái phương Tây cộng lại. Ví dụ như là từ năm 2010 đến năm 2020, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong cái thập kỷ đấy nó chiếm khoảng độ 36%, còn cái kinh tế của toàn bộ khối G7 bao gồm cả Mỹ nó chỉ chiếm khoảng độ 24% với trong tỷ trọng phát triển kinh tế của toàn thế giới có nghĩa rằng nó gấp rưỡi đúng bằng cái tỷ trọng phát triển ấy, gấp rưỡi của cả khối G7 và Mỹ đúng không ạ thế thì vì câu chuyện một điều rằng chúng ta thấy rằng là đấy là lý do mà cái ảnh hưởng của Mỹ trong cái tỷ trọng kinh tế của thế giới nó càng ngày nó càng nhỏ đi Đấy, cái diễn biến đấy nó mới là cái đáng lo ngại. Còn về con số tuyệt đối thì nó quá khủng khiếp, không nói làm gì. Điều đáng nói ấy, thì năm 1945 đến bây giờ, giả sử như người Mỹ lúc bấy giờ cái sức mua ngang giá của họ là 100%, thì đến bây giờ họ chỉ còn có khoảng vài phần trăm thôi. 3% Sức mua ngang giá của đồng đô la. Và mặc dù kinh tế của họ còn chiếm tỷ trọng GDP toàn cầu tầm 20%, nhưng mà sức mua ngang giá của đồng đô la của toàn thể nước Mỹ nó chỉ còn đại diện khoảng độ 12% sức mua ngang giá của toàn cầu. Câu chuyện là gì? Câu chuyện là nền kinh tế của Mỹ nó đã mất sức cạnh tranh. Đúng không, quý vị, mình trả lời một cách nó rất đơn giản, còn nguyên nhân của nó sâu xa hơn thì nó rất nhiều nhưng mà chúng ta chỉ thấy là kinh tế của họ đã mất cạnh tranh còn nguyên nhân sâu xa nó vẫn là cái việc chính sách nó ưu tiên và phục vụ cái tầng lớp tình hoa bé tí tẹo mà nắm giữ hết các tài sản của đất nước mỹ từ cái điểm đấy thì nó mới dẫn tới là nó bung bét nhiều thứ đúng không ạ đây là một thông số chính xác cho nên là chúng ta chỉ cần nhìn vào xu thế như thế là nó rất đáng lo ngại đúng không ạ còn có thể mọi người nói rằng là bây giờ nó đang công ăn việc làm rồi giá nhà, giá cửa rồi cái này cái kia lương lậu vân vân. Nhưng mà cứ nhìn vào cái diễn biến đi xuống như thế mà nó là dấu xuống dốc không phanh rồi còn gì. Từ 50% bây giờ còn 20%, đúng không ạ? Mất đồng giá trị của đồng tiền nó mất sức mua ngang giá tới 97%, còn bây giờ nó chỉ đại diện cho 12% sức mua ngang giá toàn cầu, trong khi GDP vẫn giữ 20% và vẫn tiếp tục giảm cả hai chỉ số. Thế đó là những cái dấu hiệu vĩ mô cho thấy rằng là không biết là kinh tế thế giới phụ thuộc vào Mỹ bao nhiêu. Nhưng rõ ràng bây giờ kinh tế thế giới phụ thuộc vào Trung Quốc ngày càng tăng, còn vào Mỹ ngày càng giảm. Đấy là cái mà tôi có thể trả lời của họ được. Còn có phụ thuộc vào Mỹ không? Thì tất nhiên là có, đúng không ạ? Nhiều, lớn, nhưng mà không còn được như xưa và đang giảm. Đấy là cái yếu tố mà chúng ta nhìn thấy rất rõ. Tôi cảm giác bây giờ nước Mỹ đang dùng những cái đồng đô la, những chính sách tỷ giá hối đoái để níu kéo tuổi xuân của cái sự ảnh hưởng kinh tế của mình mà thôi. Có nghĩa là giống như kiểu dùng chị em dùng collagen đấy, đúng ạ, để níu kéo tuổi thanh xuân thôi. Hoặc là thậm chí là còn tệ hơn là bơm silicon vào để cho nó căng tràn sức sống. Nhưng mà nếu mà silicon nó lỗi mà nó chảy hết hoặc nó tan hết thì lại trông nhăn nheo như là táo tàu. Vâng, hãy để ý tới xu hướng, đấy là điều nói lên tất cả, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đặt những câu hỏi rất thú vị và theo dõi ủng hộ chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị một đêm ngon giấc.